đi nha, là Nhật Audio. Hôm nay ngày thứ 6, ngày 18 2023. Và Nhật vừa vào thăm ông gồm mà rất là nhiều cục đẩy đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là do sao nha anh em. Và những chồng mày nó sẽ trải dài rất là nhiều mô đồ khác nhau, từ 70, 80, 80, 23 mã tới tận 200X nha anh em. Là những cục đẩy mà anh em vừa có thể nghe nhạc, vừa chiến karaoke, anh em chơi loa sub vẫn là cực kỳ tốt. Và đặc biệt là những dòng mày có mức giá phải nói là siêu rẻ để phục vụ cho đa dạng nhu cầu giải trí của anh em. Giá thì nhìn tới là trên em chỉ với 2.600.000 đồng thôi anh em. Anh em muốn mua thì em có liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại, qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Để mà anh em cùng xem chi tiết về những cục đẩy này. Những cục đẩy này thì mình đã có rất là nhiều những video nhưng mà đánh giá là chi tiết nha anh em. Anh em cũng phải xem lại những cái video của mình. Còn trong video này mình sẽ giới thiệu sơ qua tổng quan lại đẩy nha anh em. Đây, đầu tiên là cục đẩy do sao cho mà model là AP70 nha anh em. Đây, dòng này nó sẽ có thiết kế rất là đẹp bắt mắt nha anh em. Đây, mặt trước là nút nguồn, chúng ta điều chỉnh về volume ba lăng nha anh em. Và tất cả những cục đẩy do sao này thì nó sẽ có chung một cái cấu hình nha anh em. Công suất của nó là đến tận là 280W. Và đặc biệt là nó chạy 4 con sò MOSFET nha anh em. Trang bị ra một công nghệ vô cùng là xịn sò là Class D nha anh em. Thì công nghệ mà khuếch âm thanh lên gấp 80% so với những cái bản mạch thông thường. Và đặc biệt là nó hoạt động và nó rất là mát mẻ, bền bỉ trong khoảng thời gian dài, nên nó sẽ không cần trang bị quạt tản nhiệt cho anh em. Anh em thấy là đa số những khi nó sẽ có quạt tản nhiệt, nhưng mà con này nó hoạt động rất là mát nên không cần trang bị quạt, nên nó sẽ giảm thiểu được cái độ ồn khi mà anh em nghe nhạc cho anh em. Đây, bên trên là cục đẩy từ do sao. Con này là model là AP200X cho anh em. Dòng này thì đặc biệt thì nó sẽ có màu đen nha anh em. Đây anh em có thể lựa chọn những cục đẩy này mà có hình thức hoặc thiết kế phù hợp với thẩm mỹ của anh em nhất, cũng rất ok nha anh em. Đây phía trên là cục đẩy do sao AP80 nha anh em. Đây này nó sẽ có màu bạc cho anh em. Này cũng là một trong những dòng mà mình thấy là khá là hiếm hàng, thì rất là nhiều anh em đặt trong này thì mình hết hàng thì mãi tới hôm mai mình mới về thêm phục vụ cho tất cả các anh em. Và cuối cùng mà lợi do sao là mỗi đồ là AP80 thay mãi anh em. Con này nó cũng chung với cấu hình với những dòng phẩm ở bên dưới anh em. Đây giá mình để là đồng giá luôn rồi cho anh em phải mà dễ tiếp cận, chỉ với 2.6 nha anh em. Qua chi tiết mà sau tất cả dòng phẩm này anh em cùng xem. Đây cho sao AP80 hai mã hàng chính hãng nhập từ Nhật Bản nha anh em. Đây những cục bẫy này thì nó sẽ trang bị sẵn cho anh em luôn là 80 loa. Anh em chơi tốt được với 2 cặp loa cùng lúc nha anh em, 2 cặp tầm 3 tấc hoặc 2 tấc rưỡi đổ lại nó sẽ cho trung tâm hay nhất. Cái này đánh trải loa 4 tấc đánh vẫn rất ok nha anh em. Nghe nhạc hát karaoke nó là best ở nhà nhưng mà chơi trong không gian nhà nó rộng 30-40 m² cũng rất ok, chơi xung vườn cũng rất là tốt. Thì em ở quán cà phê chơi con này đầu cái này cũng rất ok nha em. Đây, tương tự những dòng ở bên dưới nha em. Đây những cái dòng này em sẽ thấy là nó sẽ có cái mức công suất tiêu thụ điện rất là thấp nha em, 70W nha em, nên nó hoạt động rất là mát nha em ạ, và ăn rất ít điện. Rồi ok, chào tất cả các anh em nha, hẹn gặp các anh em vào những video sau. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật-audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.